yes. A lùi, tôi lùi. Đây như nào con? Bây giờ tiến lên thì đi thì về số nào? Rồi. Từ quẹt. Chào ông tí nhá, ông chỉnh nó nhá. Được rồi. Cái này gọi xe. Ok, bây giờ đi thì chuẩn bị. Dừng, stop. Bây giờ lùi thì đi số nào? Dừng. Nhấc chân, em ơi, chỉnh lại cái cửa bên trái. Đi. Cửa, Jason, cửa bên trái. Đóng cửa lại, em dừng chốt, đúng rồi, cài chốt. À, hút coi. Ừ. Thế. Đánh lái sang phải, đánh hết cỡ. Thế là chẳng mấy mà hỏng xe của ông. Ok, lùi. Đã cho ông rồi, không cho ông rồi, sao hồ phá. Kể cả đập ngay. Đi, ok. Trời, đâm. Thôi được rồi, lùi. Yes. Đâm xuống cái tường. Cửa. Bây giờ phải đánh hết sang bên phải. Bây giờ có phải đánh hết sang bên trái. Gạt chốt, đóng cửa đàng hoàng, gạt chốt. Chốt là cửa mà. Chốt là cửa màu đỏ. Đây này con, chốt này. Đây này. Bây giờ quay hết tay lái sang bên trái. Yes. Stop. Lùi. A. Yeah. Rồi, stop. Đây, không phải tại bố đâu con. Ui, nó cào. Không phải tại bố đâu mà xe đâm vào cái chân bàn đó con. Tại cái chân bàn mà. Để lái qua trái. Cái này mai bê dưới nhà cho đi. Nhấc chân. Cả. Kinh chìa khóa. Cái nào? Chìa nào? À đúng rồi, từ từ. Để ông đeo kính ra. Thế. À, đây rồi. Đó, bây giờ em phải bình tĩnh. Vì rồi đó mới ông mới tìm thấy cái chìa khóa được. Em biết chưa? Cài số A. À. Số xe đâu? Em không cài à? Em đừng đụng vào đó, bây giờ là nó kêu á. À đúng rồi. Bẻ tay lái ra, bẻ lại. Đấy. Đi, yes. Cái gì em?